Mặt thiên thần, thân cơ bắp, chỉ 7 giây khoe mũi bụng cuồn cuộn, nữ idol thu hút 21 triệu view. Wow. Mới đây, một video clip vòn vẹn 7 giây do các fan ghi lại khoảnh khắc khoe cơ của Wendy ở concert đã thu về hơn 21 triệu view, gần 2,5 triệu tim trên TikTok. Các nữ idol K-pop nổi tiếng với việc luyện tập và quản lý cơ thể nghiêm ngặt để có được body săn chắc, rắn giỏi. Thế nhưng, khoảng cách giữa vòng eo thon gọn và cơ bụng múi nào ra múi nấy như trường hợp của Wendy, Red Velvet thì chắc chắn là không dễ tìm. Thực tế, để có được cơ bụng tầm cỡ như vậy, ngoài việc tập luyện chăm chỉ, còn phải tuân thủ chế độ ăn cắt béo khá gắt gao. Các thành viên nhóm cũng chia sẻ thêm, trong những ngày tổ chức concert, Wendy chỉ ăn mỗi salad ức gà rồi lên sân khấu mà thôi. Điều này khiến giọng ca chính nhà Nhung Đỏ có được thân hình đầy đặn và khỏe mạnh, được cô thị phạm ngay trong chương trình mới. Công nhận cái mũi bụng đó, đến đàn ông còn phải ao ước nữa là. Một số bình luận của netizen như sau. Động lực gập bụng 800 lần. Mặt như tiên nữ, nhưng body cổ thì lạ lắm. Múi nào ra múi nấy, mê quá đi à. 10 điểm không có nhưng, hết chứ chấm. Bạn nghĩ sao về cơ bụng của cô nàng này? Chia sẻ cùng TV Trends nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng TV Trends, like, share và subscribe để cùng chúng mình cập nhật những xu hướng mới nhất và những tin tức nóng hổi nhất.